白月光在照耀，你才想起他的好。朱砂痣就难消，你是否能知道？窗前的明月。Hello, hello. Sao quay trở lại cùng Video Squad và review xong món rồi đây. Hôm rồi Sao lướt shopping thì Sao tìm thấy một brand nội địa Trung mới với phân khúc bình dân nhưng concept lại rất là sang chảnh, mang tên là Cuslin về Việt Nam rồi. Brand này thì mọi người đặt son là Sao sẽ được ship trực tiếp từ Trung Quốc về luôn. Sao thấy ở Trung thì Cuslin rất là nổi tiếng và được nhóm nhạc YV làm đại sứ thương hiệu. Bởi vì tò mò cho nên là Sao đã mua một bộ son kem lip gloss của hãng gồm 10 màu, được chia ra làm hai dòng là matte và glossy. Mỗi chiếc thì sẽ gồm 5 màu. Packaging son này thì có hộp giấy bọc siêu nhựa bên ngoài, bên trong thỏi son dạng trụ tròn đen. Matte thì sẽ có vỏ đen lì, còn glossy thì sẽ có vỏ đen bóng. Điểm nhấn của em son này là phần logo môi đính ngay phần giữa ngăn cách nắp và thân son, thêm một viền màu trong suốt để chị em mình có thể nhìn xuyên thấu được em son, phân biệt được dễ dàng cái màu son. Mút son là dạng mút bông hình chiếc lá nhọn có độ nghiêng ôm môi. Mình cùng ra khám phá liền dòng son này nha. Đầu tiên thì Sa sẽ cho dòng son lì lên sóng trước. Màu M01 thì chúng mình sẽ có sắc đỏ hồng lạnh ruby hay còn gọi là đỏ cổ điển. Màu son này tươi nổi bật quyền lực lắm. Son không kén tone da và men răng, nhưng mà Sa thấy điểm trừ là màu son này có base hồng khá là nhiều. Lúc mua thì Sa đoán em son này sẽ là chiếc son kem lì truyền thống, nhưng mà không hề luôn. Kết cấu của son thì lỏng như nước, nên môi êm dễ chịu và Sa thấy son rất là nhẹ môi. Son không khô xét bám chặt trên môi mà chỉ bọc môi nhẹ nhàng. Sa thấy chiếc son này y hệt như là Shuemura Max Supreme luôn. M02 là sắc đỏ gỗ lạ mắt, hỗn hợp đỏ cam nâu ẩn xíu hồng mix vào nhau rồi làm cho dịu lại, không bị trầm đậm nhưng mà lại có sắc thái rất là riêng. Màu son này thuộc về tông ấm cho nên sẽ hơi xịn men răng nhẹ và không hợp cho mặt mộc nếu mà da chị em mình có nhiều khuyết điểm, nhưng son sẽ không kiến tone da tí nào đâu. À, với chiếc son này thì chị em mình có thể điều chỉnh được độ lì của son bằng cách là bậm môi nhen. Mình bậm càng nhiều thì son sẽ càng lì, còn chỉ đánh lên môi thôi thì son sẽ chuyển về lì nhẹ như là son thỏi sau vài phút. Đến với M03 thì chúng mình sẽ có cam sữa sen hôi nhẹ nhàng. Màu này thì rất là thơ nhưng son sẽ làm xỉn vàng men răng và khá là khó dùng ở trên da mặt mộc do thuộc về tone ấm và có cam rõ. Son không kén tone da nhưng mà chị em mình nên nhấn nhá chút makeup đi kèm. Điểm cộng của chiếc son lì này là son rất là nhẹ môi và dễ chịu. Son có độ ẩm cũng không làm lộ vân môi như là son kem lì truyền thống. Nếu mà chị em mình chưa có cơ hội thử qua Shu thì chị em mình cứ thử bản dupe Cuslin này nhé. M04 là tông hồng lạnh ánh tím hơi lịch với tông da vàng châu Á của chị em mình. Màu này thì sẽ chỉ recommend cho các bạn có da trắng răng trắng và undertone da từ trung bình ngã về lạnh thôi nha. Bởi vì chiếc son làm mềm ẩm môi cho nên là độ bám của em son này thì Sa thấy cũng không được cao. Sa thấy son có để lại chút stain ẩn ở vài màu nhưng mà rất là nhạt và không đáng kể. Khi va chạm thì son sẽ để lại dấu màu rõ. Trung bình thì son chỉ bám được tầm từ 3 đến 5 tiếng thôi. Ăn một bữa chính là son sẽ trôi sạch. Khi mà dùng em son này thì chị em mình nên mang theo son để tiện nhầm lại nha. Màu son cuối cùng của dòng matte M05 là sắc cam cháy nổi bật. Màu cam cháy này thì có ánh vàng nhiều và độ rực cháy rõ, cho nên Sa sẽ khuyến khích chị em mình makeup đi kèm khi dùng nhé. Cả dòng son kem này 10 màu thì đều thơm chung hương dư hấu, dư gan hòa quyện, có hậu ngọt nhẹ, mát rượi nền mũi lắm. Sa thấy khá là thích mùi hương này. Tuy nhiên nếu mà chị em mình sợ mùi son rõ thì nên cân nhắc nha. Mỗi thỏi son Cuslin Sa mua chính hãng tại Mon, ship từ Trung Quốc về luôn thì giá tầm 190.000 một thỏi. Brand còn có nhiều ưu đãi nữa cho nên mọi người cứ add hết code giảm giá là sẽ được rẻ hơn nữa nha. Xong dòng matte rồi thì bây giờ chúng mình đến với dòng glossy nha. Mở màn với S01 thì chúng mình sẽ có một sắc đỏ tươi, base hồng tông lạnh. Tươi quá cho nên màu này thì chị em mình nên makeup đi kèm cho xinh. Màu son sẽ hơi xịn men răng nhẹ một chút. Kết cấu bảng son này thì nó kiểu lạ lắm ấy. Sa thấy tùy màu mà chiếc son sẽ đặc lỏng khác nhau. Kết cấu son thì như gel, khi lên môi sẽ hơi dính và khó tán đều màu. Vừa đánh mà bậm môi là son sẽ hơi loang lỗ, hơi ghê. Nhưng mà khi son lên cố định ở trên môi vài phút rồi á thì sẽ set lại như một miếng thạch mỏng bọc môi, không bị xê xích khi mà chị mình bậm nữa. S02 thì là sắc hồng đỏ trầm lạnh, có hơi ánh tím ẩn. Màu này sẽ rất là xinh nếu mà mọi người biết kết hợp makeup và trang phục đi kèm. Son sẽ không hợp cho mặt mộc và không hợp cho các bạn có undertone da ấm rõ. Màu son cũng sẽ hơi làm xịn men răng nhẹ. Dòng glossy này sẽ cho finish bóng căng chuẩn luôn. Độ bóng của son cao và có ánh trong trong chứ không bị đục màu hẳn, cho nên nhìn tổng thể finish bóng của em son này thì xinh lắm luôn á.
S03 là gam cam cháy với phần nhũ xanh lá ẩn lạ mắt lắm lắm, son bóng mà còn là cam cháy rực rỡ, cho nên sẽ cần che mình make up đi kèm. Màu son sẽ không hợp cho các bạn có tone da quá ngâm. Ánh cam hin vàng rõ của màu son cũng sẽ làm sỉnh vàng men răng khá là rõ. Chiếc son này thì Sa thấy nó sẽ hơi dày hơn các dòng son bóng mà Sa hay dùng, và nó cũng hay bị dính vào tóc, cho nên khi dùng thì Sa thấy không được thoải mái. Nhưng bù lại là chiếc son Caslin thì sẽ có độ bóng bền hơn, bám tốt hơn chứ không mâu chóp lớp bóng như các loại son khác. Nếu thích hồng nhưng sợ bị sến thì Sa nghĩ tông hồng dâu, pha chút san hô, ẩn chút đỏ S04 sẽ được lòng trẻ mình lắm. Màu son này không khó dùng, phù hợp nhất cho các tone da từ trung bình đến sáng. Nếu da chị em mình không có nhiều khuyết điểm thì chị em mình có thể dùng em son này ở trên mặt mộc luôn. Màu son sẽ hơi làm xịn men răng nhẹ nhàng. Tuy chiếc son này bám ổn hơn các dòng son bóng khác thì khi va chạm môi son vẫn để lại dấu màu rõ. Trung bình bám tầm từ 3 đến 4 tiếng, son sẽ trôi đi nếu mà chị em mình ăn uống nhiều. Chiếc son Classy thì gần như là không có stain màu, chỉ có duy nhất màu S03. Sau khi màu đó trôi đi thì Sa thấy môi Sa có chút stain vàng nhạt nhạt thôi. Màu son cuối cùng S05 là màu mà Sa thích nhất cả. Sắc cam be tự nhiên nhưng mà lại không quá nhợt nhạt như là nude. Màu son này chị em mình chỉ cần những nhá chút make up mắt má nhẹ nhẹ thôi là dùng rất là xinh luôn. Son sẽ hơi làm xịn men răng nhẹ. Màu son này thì sẽ không kén tone da, nhưng mà chị em mình nhớ dùng kèm make up nhé. Tổng quan mà nói thì chiếc son kem lip gloss của Caslin Sa thấy dùng cũng ok phết. Giữa hai chiếc matte và gloss thì Sa thấy là Sa thích matte hơn. Đây đúng chuẩn là phiên bản bình dân êm túi của chiếc son Shu Uemura đình đám. Với gloss thì màu S05 Sa thích lắm luôn, nhưng chiếc son vẫn hơi dày bếp đối với Sa. Sa thích nhất là màu M02 và S05. Trên thang điểm 10 thì Sa xin cho chiếc son kem gloss nhà Caslin 6 điểm cho dòng Classy và 8 điểm cho dòng matte. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitinoway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.